dù tập gym có body săn chắc, nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng sợ hãi. Khi nhắc đến chuột, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến những sinh vật gặm nhấm chuyên kiếm ăn đêm ở cống rãnh với thân hình núc ních tròn trịa, đôi khi cũng có những con ốm trơ xương. Vậy mà con chuột dưới đây thì khác hẳn. Chúng ta có thân hình vạm vỡ, từng múi cơ cứ căng lên trông rất kỳ dị. Tuy vậy, những bước chân của con chuột này lại có phần trì trệ một cách lạ lùng. Hình ảnh này khiến nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ con chuột này cũng đam mê tập gym? Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng suy đoán con chuột này đang mắc căn bệnh phì đại cơ bắp, hay còn gọi là hội chứng siêu cơ bắp rất hiếm gặp. Nguyên nhân của căn bệnh này khả năng do bị tổn thương nội tạng, các cơ quan bị biến dạng và trương phồng lên không thể kiểm soát, hoặc các khối cơ quá phát triển. Đây cũng là căn bệnh rất khó chữa, bất kỳ sinh vật nào mắc phải thì cũng sẽ đi kèm với các triệu chứng như khó thở hay di chuyển đờ đẫn như chú chuột trong video dưới đây. Đoạn clip sau khi phát sóng, chú chuột đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và bàn tán của cộng đồng mạng. Bé mèo nhà mình thời gian trước cũng bị như này mà không kịp chữa chạy nên bé cũng qua đời mất rồi. Con chuột này bị tổn thương nội tạng, bên trong bị xì khí nên vai nó mới chà bá lửa vậy nè. Mọi người có nghĩ con chuột này đang bị hạch không? Bạn nghĩ con chuột này có đang bị mắc bệnh không? Để lại bình luận bên dưới cùng chúng mình nhé!